Đã là trẻ con thì đa số đều thích những món đồ chơi thú vị phải không nào? Nhưng khi nhắc đến đồ chơi chắc hẳn bạn sẽ liên tưởng ngay đến những món đồ cho trẻ em với giá chỉ từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng. Vậy thì bạn sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng có những món đồ chơi trên thế giới mà giá trị của nó lên đến hàng triệu đô la. Núm vú giả 17.000 đô la Mỹ. Núm vú giả là món đồ chơi trẻ em phổ biến nhất. Sản phẩm cụ thể trong ảnh là chiếc núm vú giả đắt nhất thế giới làm từ vàng 14 carat đến 278 viên kim cương. Phần ti giả làm bằng silicone như bao chiếc núm vú giả khác, ngoài ra nó còn kèm theo chuỗi vòng để người mẹ có thể đeo quanh cổ. Món đồ chơi này có giá 17.000 đô la Mỹ, tức là xấp xỉ 400 triệu đồng. Có lẽ chỉ những tài phiệt tầm cỡ trên thế giới mới dám sắm loại núm vú giả siêu sang này cho nhóc kỳ nhà mình. Gấu Teddy 195.000 đô la Mỹ. Chắc hẳn gấu Teddy là người bạn thân thiết gắn liền với tuổi thơ nhiều người trong số chúng ta. Nhằm kỷ niệm 125 năm ngày sinh của chú gấu đáng yêu này, một nghệ nhân đã làm ra 41 chú gấu Teddy phiên bản đặc biệt với chiếc miệng được làm bằng vàng và đôi mắt bằng đá sapphire. Không chỉ có vậy, giá thành cao ngất ngưởng của chú gấu Teddy đặc biệt này còn nhờ vào sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ tạo nên chú gấu đẹp không tì vết. Mô hình đồ chơi Hot Wheels Rear Ladder Back Bomb 1969 100.000 đô la Mỹ. Mô hình này được mệnh danh là chén thánh của tất cả các bộ sưu tập Hot Wheels trên thế giới. Ban đầu nó được giao bán với giá 150.000 đô la Mỹ trên Toy Peddler trực tuyến. Tuy nhiên sau đó nó đã được bán cho nhà sưu tập Hot Wheels từ 70.000 đô la Mỹ đến 100.000 đô la Mỹ. Đây là một trong những mẫu thử được sơn màu hồng nóng. Mô hình này ban đầu được thiết kế quá mỏng khi đi kèm với các phụ kiện khác như Mattel, sau đó đã được làm trở lại bản độc quyền có giấy xác nhận từ Mattel. Trong năm 2002, câu lạc bộ những nhà sưu tập Hot Wheels đã phát hành phiên bản mới của quả bom này. Đồ chơi robot Gundam Fix Black 5 250.000 đô la Mỹ. Nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản Bandai đã tìm kiếm những kỹ năng thiết kế của nhà thiết kế Ginzai Tanaka, một trong những nhà chế tạo robot sang trọng bậc nhất để tạo ra các robot đồ chơi sang trọng nhất thế giới. Robot Gundam Fix Black 5 được chế tạo từ năm 2007. Nó là đồ chơi Black 5 Gundam Fix Robot, chỉ có 12,5cm nhưng nặng tới 1,4kg do 89 bộ phận của nó được làm từ 1.400g tinh khiết bạch kim. Đôi mắt của robot được làm bằng 0,15 carat kim cương. Vì vậy mà giá của món đồ chơi này là 250.000 đô la Mỹ. Ngựa dốc kinh bằng vàng 600.000 đô la Mỹ. Đồ chơi ngựa dốc kinh bằng vàng có sức hấp dẫn khiến nó không bao giờ bị lỗi thời. Nó cũng là một trong những đồ chơi phổ biến nhất trong một gia đình, được truyền từ cha sang con cho tới cháu. Con ngựa dốc kinh đắt nhất cho đến nay là con ngựa làm bằng vàng rắn, có trọng lượng khoảng 36kg, được thực hiện bởi nhà thiết kế Ginzai Tanaka. Thiết kế của con ngựa đồ chơi bằng vàng này là sự tưởng nhớ sự ra đời của hoàng tử Hisahito của Nhật Bản vào năm 2006. Chủ sở hữu đặc quyền của nó là công chúa Blue Ivy Caternolis, bố mẹ của cô là Bayon và JZ đã trả 600.000 đô la Mỹ cho một phiên bản con ngựa sang trọng này. Búp bê Barbie phong cách Cubism 632.000 đô la Mỹ. Búp bê Barbie đã nhận được rất nhiều tranh cãi trong mắt người lớn. Thế nhưng đối với một cô gái nhỏ thì Barbie là một trong những đồ chơi yêu thích nhất của tuổi thơ và nó vẫn được yêu thích như ngày nào. Con búp bê Barbie đắt nhất được thực hiện bởi nhà thiết kế đồ trang sức Cubism Stefano Cantori và được ra mắt tại Úc vào năm 2010. Nó được đeo một vòng cổ với thiết kế độc đáo, có gắn viên kim cương 300 carat trắng xung quanh một kim cương 1 carat màu hồng. Với tổng giá trị lên tới 632.000 đô la Mỹ, ngày nay búp bê Barbie được bán lẻ tại bất cứ nơi nào với giá từ 20 đô la đến hàng trăm đô la Mỹ. Như những đồ chơi khác, búp bê Barbie là bộ sưu tập được đánh giá cao với các phiên bản giới hạn, phiên bản nổi tiếng và các dòng đặc biệt khác. Khối lập phương Rubik độc đáo 2,5 triệu đô. Rubik là trò chơi trí tuệ bán chạy nhất thế giới hiện nay với 350 triệu đơn vị của khối đồ chơi được bán trên toàn thế giới kể từ năm 2009. Khối lập phương Rubik thực sự là một món đồ đầy đủ chức năng. Mỗi bên khối Rubik độc đáo này được trang trí với 185 carat đá quý bao gồm amethyst, ngọc lục bảo và hồng ngọc.
Đồ chơi được đặt làm cho lễ kỷ niệm 15 năm của khối lập phương Rubik vào năm 1995 và được thực hiện bởi nhà thiết kế Fred Keller. Ngày nay, khối trò chơi Rubik tiêu chuẩn có thể được mua với giá khoảng 15 đô la Mỹ, còn loại riêng biệt có giá 2,5 triệu đô la. Ô tô bản mẫu Lamborghini Aventador, 4,8 triệu đô. Ô tô Lamborghini Aventador là một trong những món đồ chơi rất bắt mắt mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn sở hữu. Ngay cả người lớn còn thích sở hữu cho mình một chiếc siêu xe mini khi mà không đủ điều kiện để mua siêu xe thật, cho thỏa lòng mong ước, bởi lẽ Lamborghini biểu hiện cho sự nổi tiếng và giàu có. Kim Kardashian từng mua chiếc xe này cho một nửa của mình là Kanye West với giá 400.000 đô la Mỹ, nhưng đó là chiếc xe thật. Trong khi đó thì Robert Coppen đã tạo ra phiên bản mẫu Lamborghini Aventador LP704 với giá lên tới 4,8 triệu đô la Mỹ, đắt gấp 12 lần chiếc xe hàng thật. Chiếc xe mini này được làm từ platinum, sợi carbon, vàng và kim cương. Nói cách khác, chỉ với một chiếc Lamborghini đồ chơi, chúng ta có thể đổi lấy 12 chiếc Lamborghini ngoài đời thật. Madame Alexander Eloise, 5 triệu đô. Búp bê xinh xắn Madame Alexander Eloise có thể vượt qua nhiều món đồ trang sức xa xỉ bởi số lượng kim cương khủng được gắn bên trong nó nặng tới 9 carat. Có tới 5 phiên bản búp bê như thế này được sản xuất, tuy nhiên mỗi búp bê lại có sự khác biệt riêng nhờ những bộ váy mà chúng mặc trên người. Phần tóc cũng được làm từ thương hiệu Oscar de la Renta và trang trí bằng pha lê Swarovski. Giá của món đồ này lên tới 5 triệu đô la Mỹ. Búp bê L'Oreal Seller, 6,25 triệu đô. Búp bê L'Oreal Seller có lẽ là búp bê đắt nhất thế giới. Bên cạnh đó, nó cũng là món đồ chơi có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay. Búp bê này cao 1,2 mét, nó khoác lên mình bộ trang phục thời kỳ phục hưng, được khâu từ chỉ làm bằng vàng thật. Christian Bailey, chuyên gia sản xuất đồ chơi, chính là chủ nhân tạo ra món đồ chơi này. Giá của nó lên tới 6,25 triệu đô la Mỹ, một con số không hề nhỏ phải không nào?